Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, vào năm Tân Sửu 2021, nữ mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hải nộ chi ngu, nghĩa là trâu trong biển. Mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Mệnh hải trung kim gặp năm 2021 là mệnh bích thượng thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi, Sửu gặp Sửu tự hình, không tốt. Thiên can, Ất gặp Tân, tương xung, không tốt. Sao chiếu mệnh, sao kế đô. Vận hạn, hạn thiên tinh. Vận niên, ngu hồi sơn. Thái tuế năm 2021 phạm thái tuế, trị thái tuế. Tam tai năm 2021 phạm tam tai, năm thứ ba. Tuổi kim lâu năm 2021 phạm kim lâu thân. Hạn hoàng ốc năm 2021 không phạm hoàng ốc. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Sao kế đô là một hung tinh, đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện gọi lại gặp đại nạn. Thương tật bất ngờ. Nhìn chung, sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ Long Bông. Nam giới gặp sau này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương bị nữ giới hại. Nữ giới cực kỵ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mệnh thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu, bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Vận hạn năm 2021 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm. Cần thành tâm cầu xin Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã, ăn uống nên đề phòng ngộ độc e bị trị thai. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh như sau. Thiên tinh phải mắt dạ tai ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số sẽ dễ gặp rắc rối liên quan đến pháp luật, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao. Một số người té ngã do trèo leo với tay lấy các vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh như thế nào? Một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là
tu dưỡng bản thân, trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó, tu, sửa chữa cổng, tường bao an toàn, chắc chắn. Với phụ nữ có thai, đặc biệt không nên trèo cao hay lấy với tay lấy những vật đồ trên cao. Khi cần, hãy nhờ một người nào làm giúp, không được tự mình thực hiện những công việc này. Khi đi lại thì nên nhẹ nhàng, luôn luôn cẩn trọng, không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào. Có như vậy, thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt. Với tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Vận niên năm 2021 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng. Ngu hồi sơn, nghĩa là trâu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ vất vả. Trong năm nay, bản mệnh nên cẩn trọng trong việc làm ăn, chắc chắn có lợi thì mới nên làm. Bản mệnh trong năm có nhiều cơ hội tốt cho kinh doanh, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt, tuy nhiên bản mệnh cần đề phòng ốm đau tai nạn. Tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút xáo trộn, cả hai nên tin tưởng lẫn nhau, ngoài ra nhiều người có tin vui, hỷ tính. Thêm người. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm Tân Sửu 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế, cụ thể như sau. Tuổi Sửu vào năm 2021 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Sửu phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Ngọ năm 2021, tuổi Ngọ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Mùi năm 2021, tuổi Mùi phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Thìn năm 2021, tuổi Thìn phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Tuổi Tuất năm 2021, tuổi Tuất phạm hình thái tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, phạm hạn thái tuế, trị thái tuế. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gặp lại hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, cụ thể như sau. Bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn, bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất, bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu, bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Ất Sửu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu và Quý Hợi. Như vậy, trong năm 2021 tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng, phạm hạn tam tai năm thứ 3. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nữ mạng,
trong năm Tân Sửu 2021 có phạm tội kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim lâu có 4 dạng, đó là 1. Kim lâu thân là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạng này là hạng kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. 2. Kim lâu thê, đây là hạng kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. 3. Kim lâu tử, đây là hạng kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. 4. Kim lâu lục xúc, đây là hạng kim lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạng kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm kim lâu, cụ thể. Dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử và dư 8 phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi kim lâu, đó là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng là 37 tuổi, phạm tuổi kim lâu thân. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng, trong năm 2021 có phạm hạng hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạng này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạng đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạng tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu cụ thể như sau. Nhất cát hay còn gọi là kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt. Mọi việc hanh thông thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có, nhì nghi tấn, thất địa sinh tài. Tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia, bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử, thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng là 37 tuổi âm, không phạm hạn tuổi hoang ốc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng vào năm Tân Sửu 2021 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, comment, like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời, đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé!